xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay sẽ lại là một câu chuyện tâm linh có thật. Và câu chuyện này xảy ra ở quê em. Cách nhà em ở quê không xa thì có một căn nhà bỏ hoang. Và dường như căn nhà này bỏ hoang rất là lâu rồi mọi người. Bởi vì từ trước khi em sinh ra, cái căn nhà này nó đã có ở đó rồi nha. Và cũng chính vì nó bỏ hoang quá lâu cho nên xung quanh cây cối thì rậm rạp, cỏ thì mọc tùm, tường thì phủ đầy rêu xanh hết luôn. Cho nên tạo cho không khí nơi này một không khí ảm đạm, u ám đến mức lạnh người. Mà hễ ai đi ngang qua đây, người ta đều có một cái cảm giác lạnh hết sống lưng và sởn hết gai ốc luôn mọi người. Và những ông bà ngày xưa người ta kể lại căn nhà này là của một cái ông bác sĩ. Ông này mặc dù hành y, chữa bệnh, cứu người để tích phước đức. Nhưng hễ ai đến kia ông này phá thai thì ông ấy đều nhận hết luôn nha. Và sau khi đã làm cho bệnh nhân xong rồi, bệnh nhân ra về hết rồi, mọi người có biết ông ấy xử lý những cái bào thai đó như thế nào không ạ? À? Thứ nhất, ông ấy có thể đem cái bào thai đó ra bên ngoài cái ao gần nhà ổng, ném xuống đó để cho cá ăn. Thứ hai thì ông ấy sẽ đem những cái bào thai đó đem chôn trước cửa nhà ổng với cái mục đích là giúp cho nhà ổng giữ của. Bởi vì ông ấy quan niệm những cái linh hồn của những cái bào thai nó chết non như vậy thì nó rất là linh thiêng, nó sẽ là một cái thần giữ của cho gia đình ổng. Và cũng chính vì ông ấy làm những cái chuyện thất đức như vậy cho nên không bao lâu sau thì ông ấy đột nhiên lăn ra chết mà không rõ nguyên nhân. Sau đó thì gia đình ông này cũng dọn đi nơi khác mà sinh sống, có rao bán cái mảnh đất này, nhưng không có một ai dám đến để mà mua cái mảnh đất này cả. Cho nên gia đình này mới cho người ta thuê để mà ở. Và không lâu sau có một cái cặp vợ chồng kia do chuyển công tác về đây á, cho nên họ muốn thuê cái căn nhà này để ở tiện cho cái việc đi làm. Chỉ ở có hai vợ chồng thôi, mà căn nhà này thì khá là đầy đủ tiện nghi, cho nên họ cũng không có mua sắm thêm cái gì cả, chỉ cần vào phủi bụi rồi vào ở thôi. Và do tính chất công việc hai vợ chồng phải đi làm về đến tối khuya, cho nên sáng sớm người vợ đã đi ra chợ mua đồ về nấu cơm sẵn hết, tối về hai vợ chồng chỉ hâm nóng lại mà ăn thôi. Và tối hôm đó khi mà đi làm về, hai vợ chồng dọn cơm lên để mà ăn. Mở cái nắp nồi cơm ra thì hai vợ chồng rất là ngạc nhiên, bởi vì trong nồi cơm lúc này là những cái mảnh gỗ nhỏ và mùn cưa nha mọi người, hoàn toàn không có cơm trong đó. Hai vợ chồng cũng nghĩ à, chắc có lẽ là do ăn trộm vào phá phách thôi. Cho nên hai người đi xuống sau á, nấu mì gói để ăn tạm rồi ngủ mai đi làm tiếp. Và khi mà đi vào phòng ngủ, do ông chồng mệt quá cho nên ông ấy mới ngủ trước và ngủ một cách say sưa luôn á. Còn cô vợ do lạ chỗ cho nên cô này không có ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi thôi. Trời bên ngoài về đêm cho nên không khí rất là tĩnh lặng. Lâu lâu thì nghe thấy những cái tiếng dế kêu văng vẳng đằng xa, là tiếng chó sủa vọng lại thôi. Nằm một lúc sau thì cô ấy cũng dần diêm diêm ngủ. Và khi mà cô ấy nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ ấy, thì bên tai cô ấy bỗng nghe thấy có tiếng bước chân nha. Cô ấy nghĩ quái lạ, có khi nào còn là ăn trộm nó đột nhập vào hay không. Thì cô ấy mới ngồi dậy nhìn xung quanh thì bất giác cô ấy thấy trước mặt mình là rất nhiều những cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện. Và đặc biệt những cái bóng này không hề có chân nha. Ông la lên ma. Thì lúc này ông chồng nằm kế bên, ông hết hồn ngồi dậy, ông mới hỏi có chuyện gì vậy. Thì cô vợ mới chỉ ra phía bên ngoài, ông chồng nhìn theo hướng tay vợ thì lúc này ông ấy không có thấy gì hết. Cô vợ mới mở mắt ra nhìn ra bên ngoài thì quả thật những cái bóng trắng đó nó đã biến mất từ bao giờ rồi. Ông chồng mới kéo vợ của mình nằm xuống kêu vợ mình ngủ đi. Cô vợ lúc này cũng tự trấn an, chắc là mình mệt quá cho nên mình nhìn nhầm thôi. Cô ấy mới nhắm mắt lại và đi ngủ. Nhưng cô này vừa nhắm mắt lại thì bên tai cô ấy nghe thấy có rất là nhiều tiếng khóc của trẻ con luôn nha. Một lát sau thì lại là những cái âm thanh, những cái tiếng bước chân đó. Nhưng lần này những cái tiếng bước chân đó nhanh hơn, mạnh hơn và rõ hơn rất nhiều. Nhưng do con này mới vừa thấy lúc nãy, cô ấy còn rất là sợ cho nên cô ấy không dám mở mắt ra để mà nhìn luôn á. Cô ấy cố nhắm mắt lại thôi. Và đột nhiên dường như có một ai đó kê sát lỗ tai cô ấy, la lên khiến cho cô này hoảng hồn mở mắt ra ngồi dậy. Thì xung quanh cô ta lúc này là rất là nhiều những cái cánh tay đen đúa đang giống như đang vẫy gọi để chào mừng cô ấy về với cõi chết. Cô này sợ quá la lên: Quỷ,
Người chồng hoảng hốt ngồi dậy một lần nữa hỏi vợ mình có chuyện gì vậy. Thì lúc này xung quanh cô ta không còn những cái cánh tay nữa, những cánh tay đó đã biến mất rồi. Cô vợ mới kể lại những cái chuyện từ nãy giờ mình thấy cho người chồng mình nghe. Thì ông chồng thật chất ông ấy không có tin, bởi vì nãy giờ chỉ nghe vợ mình nói và thấy vợ mình hoảng sợ thôi, chứ ông ấy không hề thấy bất cứ một cái gì hết. Cho nên ông chồng mới kéo vợ mình nằm xuống, hai vợ chồng ôm nhau để mà ngủ. Cho đến nửa đêm thì người vợ dậy để mà đi toilet. Ông chồng lúc này cũng lén đi theo phía sau. Mặc dù ông này không có tin vào những chuyện tâm linh và nãy giờ ông ấy cũng không có thấy gì hết, nhưng do vợ mình có những cái biểu hiện kỳ lạ quá cho nên ông này cũng đi theo phía sau vợ mình để xem sao. Còn về phần cô vợ, cô ấy đang đi thì bỗng dưng cô ấy đứng khựng lại, tay chân thì run lẩy bẩy hết luôn á, miệng thì cứng đờ, bởi vì trước mắt cô ấy lúc này là gương mặt của một người phụ nữ và gương mặt này nó trắng bệch, đôi mắt thì đỏ lòm, mặt thì bê bết máu, đang nhìn. Còn ở phía xa xa văng vẳng là tiếng khóc, tiếng kêu gào của trẻ con, và cô ấy thấy rõ ràng có một cái đứa bé đang ngồi ở góc tường luôn mọi người. Ông chồng thấy vậy vội vàng chạy đến ôm vợ mình vào lòng. Một lúc sau thì hai vợ chồng này không nghe có tiếng động gì hết, mới mở mắt ra thì xung quanh vắng lặng, rất rất là tĩnh lặng, và cũng không còn những cái hình bóng lúc nãy mà hai vợ chồng thấy nữa nha. Hai vợ chồng này ráng ngủ đến sáng ngày hôm sau, và sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau họ cũng đã dọn đồ ra khỏi căn nhà này, không dám ở thêm bất kỳ một ngày nào nữa. Và tiếp theo sau đó thì cũng có vài người đi vào đây để mà thuê ở, nhưng họ cũng không ở quá 2 đêm đâu nha mọi người. Còn về phần những cái người hàng xóm ở xung quanh cái căn nhà này á, thì khi mà họ đi ngang đây vào lúc đêm khuya á, thì họ luôn luôn nghe những cái âm thanh kêu gào, có khi là tiếng khóc của trẻ em, có khi là tiếng nô đồ, cười đồ của những đứa trẻ, và có khi là những cái âm thanh rên la rất rất là khủng khiếp phát ra từ cái căn nhà này. Còn đối với những cái người mà người ta nhẹ bóng vía hơn một chút xíu, người ta hạt vía hơn một chút xíu, thì họ còn thấy ở trong căn nhà này có rất liều nhiều những cái bóng đang đi vật vờ ở trong căn nhà này luôn nha. Và cũng chính vì cái lý do đó mà căn nhà này nó đã bỏ hoang rất rất là lâu rồi, không một ai dám thuê hay là dám mua cái mảnh đất này cả. Và cũng có rất là nhiều người người ta nói là do ngày xưa cái ông này ổng dùng những cái tà thuật, ổng yểm bùa căn nhà của ổng, và cộng thêm với việc ông này ổng chôn những cái xác của những cái đứa trẻ xung quanh căn nhà của ổng á, cho nên đã tạo nên một cái trận pháp rất là lớn rồi. Chính vì vậy từ sau khi ông này chết thì sẽ không có một ai mua được căn nhà và cũng như là ở được ở trong cái mảnh đất của ổng, ngoại trừ ổng ra thôi nha mọi người nha. Kể cả những người trong gia đình của ổng đều như vậy. Và cũng chính vì ổng làm những cái chuyện thất đức như vậy cho nên những cái linh hồn đó cũng đã bắt ổng theo luôn á. Và cũng chính vì vậy cho nên ổng có một cái chết rất rất là không rõ nguyên do, và chết một cách bất đắc kỳ tử luôn mọi người. Ok, và đó là câu chuyện của Thảo ngày hôm nay mà Thảo muốn chia sẻ với mọi người. Còn mọi người thì sao? Nếu như mọi người có câu chuyện nào của riêng mình mà mọi người muốn Thảo chia sẻ trên đây thì mọi người có thể gửi vào Facebook hoặc là vào email của em nha. Hoặc nếu như mọi người có những cái ý kiến hoặc cảm nhận gì đó cho video này, mọi người có thể comment ở phía bên dưới phần bình luận nè. Hoặc mọi người cảm thấy video này hay, nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi Thảo ra video mới nhất ha. Còn bây giờ trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì Thảo xin kính chúc tất cả mọi người có một giấc ngủ ngon, một giấc mơ thật đẹp. Và bây giờ thì Thảo xin nói lời chào thân ái. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Bye bye. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.